Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video cập nhật về dự án Hamster Comeback. Thì ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7 ha. Thì lúc trước mình có làm một video dự đoán về ngày list sàn của Hamster Comeback là ngày 10 tháng 7 ha. Tuy nhiên là cho đến thời điểm này à, vẫn chưa xảy ra ha. À, và đặc biệt dự án này nó đã có một số cập nhật mới. Thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cũng như là mình sẽ cập nhật tiếp tục à, dự đoán tiếp theo cái ngày list sàn tiếp theo à, là ngày mấy đó nha. À rồi, thì đầu tiên mình muốn nói về cái phần là level ở đây thì hiện tại dự án đã à, cập nhật thêm một cái cấp độ sau cùng. À, đó là cái phần là creator. À, thì à, đối với cấp độ sau cùng này thì à, những em nào mà có số dư trên 18 tỷ ha thì lúc đó anh em sẽ được à, vào cái cấp độ level cuối cùng. Đó là cái người creator là người sáng tạo ha. À, thì à, trong cái bảng xếp hạng này hiện tại đã có 6 người ha, 6 người đạt cái cấp độ này. À, rất là ít luôn nha. À, còn lại là à, từ cấp độ lót trở xuống ha thì hiện tại là mình đang ở cấp độ lót à thì à, để có thể là vượt sang cái cấp độ sau cùng thì à, tài khoản của anh em cần phải có là 18 tỷ trở lên à, thì anh em lúc đó mới đã đạt được cấp độ cuối cùng nha à rồi à, đó là phần cấp độ ha thì à, nói chung là anh em sẽ tối ưu à, nếu như mà có được cái level càng cao thì à, lúc đó anh em cái tài khoản của anh em sẽ đạt yêu cầu tốt nhất ha rồi À, tiếp theo ở đây thì mình sẽ à, à, cập nhật cái cơm mô thưởng à, của ngày hôm nay ha thì à, hôm nay sẽ gồm có ba à, cái thẻ thứ nhất là cái thẻ về cái thẻ đặc biệt là ở cái phần đây à, là nằm trong cái phần spiso này rồi tiếp theo là cái arenco cũng là một cái thẻ mới ha thì em sẽ vào cái spiso này thì nên em sẽ thấy à, hiện tại ha, nó có rất là nhiều thẻ mới à, ở đây nó sẽ có một cái thẻ là bơ Bur bơ tab này ha rồi, cái thẻ bán kết anh Hà Lan làm cái thẻ mới ha thì anh em sẽ bấm vào đây để nâng cấp à, là một cái thẻ mới hiện tại trong cái combo này. Ngoài ra thì có cái thẻ là Oreco. Thì uh, Oreco nó đã có một cái nó đã nâng cấp thêm một cái tab mới, đó là cái tab Web3 ừ. này. Ừ. Anh em bấm vào Web3 ha. Thì uh, nó sẽ có một cái thẻ là Oreco ha. Thì anh em sẽ nâng cấp cái thẻ này lên để anh em uh, bổ sung cho cái combo thẻ ngày hôm nay ngoài ra thì nó có thêm một cái thẻ là Death ha thì đây là những cái thẻ mới anh em cần phải thực hiện nè, nâng cấp những cái thẻ này lên ha à, và nhận nó liền cho mình nha đó rồi thì uh, ha đó là cái phần uh, cơ mô thẻ ngồi ra nó có một cái uh, thẻ nữa đó là cái phần uh, anh em sẽ chọn vào cái phần uh, một legan ở đây này uh, cái mục uh, market chứ ha market anh em sẽ chọn cho mình cái thẻ là x 30 ha à, 30 sau đó anh em bấm nâng cấp ha à, nâng cấp thẻ này lên thì anh em sẽ đủ bộ combo combo thưởng của ngày hôm nay nha thì à, để có thể là nhận được những thông báo combo thưởng thì anh em sẽ xuống phòng tạ zone vào cái nhóm telegram thì hàng ngày mình sẽ cung cấp những cái bộ combo thưởng à, cho anh em nha rồi ok à, tiếp theo à, mình sẽ vào cái phần special ở đây à, và tiếp theo mình sẽ nói ở cái thẻ mới nhất ở đây ha thì nó có một cái thẻ là position tab ở đây thì ở đây cái thẻ này nó hiện tại nó có một cái giờ điểm ngược là 137 giờ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chia cho 24 giờ ha. 137 tiếng. 137 chia 24 này. Đó thì như vậy là 5,7 gần 6 gần 6 ngày nữa. Có nghĩa là với khi mà cái thẻ này nó xuất hiện ha. thì mình có thể dự đoán tiếp theo là cái ngày lịch lít sàn của cái Hamster Combat có thể là à còn 6 ngày nữa nha. À, còn 6 ngày nữa thì à, từ đây cho đến à, 6 ngày tiếp theo à là à, dự án nó sẽ chu chu chuẩn bị nó lít sang. À, có nghĩa là với cái thông tin thẻ này thì mình có thể dự đoán được là à phải thêm khoảng 6 th 6 ngày nữa thì dự án mới có thể là à, Lít sang được nha. Thì đó là cái dự đoán của mình. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 7 ha. Thì à, 6 ngày nữa là sẽ là ngày 16 tháng 7 ha. Thì trong cái khoảng đấy à dự án nó mới bắt đầu có khả năng là lít sang à nha rồi à, và một cái thông tin cũng rất là đặc biệt trên cái thẻ này luôn thì anh em bấm vào đây ha à, cái thẻ mới này là bosu sinh tap này à thì cái điều đặc biệt ở thẻ đây thì anh em sẽ bấm vào đây cho mình chu on amazon đó à, thì anh em có thể thấy được dự án hamster combat là một dự án cực kỳ chất lượng nha à, và nó hiện tại nó đã hợp tác với amazon đó à, và khi mà anh em kích vào đây này nó sẽ dẫn đến một cái sản phẩm à sản phẩm à, về cái phần súng à Master Lipo này thì à, khả năng là hiện tại Hamter Combat đang liên kết với cái à, sản phẩm này ha à, và nó cho liên kết và cũng như là hợp tác với cái sàn Amazon. Thì anh em đã biết rồi ha, đây là Amazon là một cái sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới ha. à thì cho thấy được cái sự uy tín cũng như là cái à, mức độ chất lượng của dự án hamster như thế nào. Cho nên là anh em cực kỳ phải chú ý ha. Đây là một dự án cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Rồi. À, và một điều đặc biệt nữa. em sẽ thấy được là. Ở đây nó có một cái. Um, cái chữ là. Don't wait turbo. You uh, the light hat. Thì mình sẽ dịch cái thông điệp này cho anh em xem. Vội gõ ha. Đừng chờ đợi turbo. Hãy sử dụng mèo cuộc sống. Chọn trên Amazon. Đó. Thì ở đây nó có một cái. Uh, phần gợi ý. Về cái phần turbo. Có nghĩa là. Dự án nó kêu là. anh em đừng có chờ đợi cái phần turbo mà hãy sử dụng mèo của cuộc sống chọn trên amazon ha thì đây là một cái thông điệp mà dự án muốn gửi lại cho người dùng ha thì trên đây mình thấy được cái phần là turbo là nó liên quan đến cái phần turbo ở đây anh em có thể là vào cái phần Boot này anh em sẽ thấy được cái phần turbo sắp ra mắt này ha thì đây là một cái thông điệp mà nó sẽ liên quan đến cái turbo này và dự án nói là mình không nên chờ đợi cái phần turbo này ha ở thì đó một nó có một cái gì đó liên quan đến cái phần turbo này nha cho nên là à, anh em nào có ý kiến à, thì có thể là bình luận dự đoán về cái phần à, mà dự án muốn đưa ra một thông điệp nào đó ha liên quan đến cái phần uh, turbo rồi đó như vậy ha thì anh em có thể thấy được là đây là một cái thể rất đặc biệt ha thì trên cái thể này thì mình sẽ dự đoán được rất là nhiều thứ ha từ cái ngày lý sang À, cho đến là anh em có thể thấy được cái chất lượng của Hamtocombat combat đã liên kết với một cái sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới đó là amazon ha cho nên phải nói là Hamtocombat combat là một dự án cực kỳ chất lượng nha đó. anh em phải chú ý đó. ngồi ra thì ở à, với cái thẻ này thì anh em có thể là nâng cấp cái thẻ này à, để kiếm thêm cái lợi nhuận mỗi giờ nha à, thì ở cái thẻ này nó sẽ có cái thời gian điểm ngược à, để anh em có thể là tranh thủ vào à, tăng cái à, à, cái cái lợi nhuận mỗi giờ anh em lên nha rồi tương tự cho những cái thẻ mới tiếp theo đó là cái thẻ bán kết anh hà lan thì đem những cái thẻ liên quan đến à, cái qua cái cái euro hiện tại đang diễn ra ha à, thì à, đây cũng là một cái thể là một cái sự liên kết à, với à, những cái à, đơn vị à, tài trợ của euro ha rồi, cho nên là có thể là nói đây là một cái sự quảng cáo cũng như là cái sự hợp tác giữa các cái à, bộ phận ha à, với nhau nha đó thì uh, những cái thẻ mới này anh em sẽ vào để anh em cập nhật ha cũng như là anh em sẽ nhận được cái thẻ của nó. Thì uh, tất cả những cái thẻ này là mình đã sở hữu ha. Đó, anh em anh em cập nhật lên và hiện tại là mình đã sở hữu những cái thẻ này hết. Đó. Ngoài ra thì ở đây cái web3 ha, Ở cái thẻ web3 mới thì anh em vào đây để nâng cấp những cái thẻ mới này luôn. Đó, có rất là nhiều thẻ mới ha. Đó. Rồi. Đó, đó là như vậy ha. À, trên đó. Và mình cũng muốn cập nhật cho anh em nữa thì hiện tại Hunter Combat này À, nó đã được à, sàn Bybit ha. Sàn Bybit là giao dịch trước rồi thì anh em sẽ vào cái sàn Bybit cho mình. Đó, thì anh em có thể thấy được là Bybit là một cái sàn đứng à, top đầu à, của thị trường crypto hiện tại ha. Đó, và nó đã đứng trên cả sàn Binance luôn. À, cho nên là khi mà một cái sàn Bybit này nó có động thái à, và nó có cái phần là à, giao ngay, nên bấm vào phần giao ngay này, sau đó bấm vào cái phần là pre market này. Đó. Thì hiện tại ha, anh em sẽ thấy được nè, Hamter này đang diễn ra nha. Đó. Thì uh, là HM một vỉa giao dịch thị trường sớm dựa trên nguồn cung 10 tỷ này. À, bấm xác nhận ha. Đó thì anh em có thể thấy được thông tin của cái đồng Hamter Campus hiện tại đã đang giao dịch trước trên uh, cái sàn Bybit ha. À, thì ở đây anh em sẽ thấy được một số cái lệnh mua bán ở trên đây nha. Đó và giá hiện tại là giá ha giá giao dịch mới là 0.2 đô trên một đồng hamster combat ha đó đây là chi tiết về phần mua bán ở trên đây thì uh, cái phần mua bán thì mình sẽ không có đi sâu vào ha um, đối với sàn bài biết thì hiện tại nó đang tổ chức cái phần uh, mua bán điểm ha ở đây anh em lưu ý là cái phần hamster combat nhưng mà cái phần điểm nha giống như điểm bon vậy đó anh uh, em có thể là mua cái phần điểm trước sau khi mà cái giảng này lấy sang thì uh, cái sàn này nó sẽ À, có một cái tỷ lệ quy đổi từ cái điểm à, chuyển sang cái token à, cho anh em sở hữu ha đó, cho nên là hiện tại là nó giao dịch giao dịch trước nhưng mà nó giao dịch ở cái phần điểm thôi nha chứ không phải là giao dịch cái token hamster combat nha đó thì qua động thái này em có thể thấy được là Bybit là một sàn à, phải nói là đứng top đầu ha và là sàn số 1 trên thế giới hiện tại ha thì à, và nó đã nó giao dịch trước cái đồng hamster combat thì em có thể À, thì anh em có thể thấy được là cái độ uy tín của dự án Hunter Campus này nó khủng đến mức nào ha à, và sàn bit khi mà họ lựa chọn một dự án thì phải nói là rất nghiêm ngặt ha à, và đây là một cái sàn top đứng đầu thế giới cho nên anh em không thể nào đùa được ha cho nên là những thông tin à, ví dụ như là giao dịch trước ở đây là một thông tin để xác nhận rằng Hunter Campus là một dự án khủng rất là lớn ha cho nên là anh em cần phải chú trọng để mạnh cái Hunter Campus à, thì à, trước mắt cái dự án Hunter Campus sẽ còn tiếp tục là 6 ngày nữa ha, 6 ngày nữa để sẽ có những cái thông tin update mới à, và hy vọng rằng à, 6 ngày nữa sẽ có một cái điều gì mới sắp đến và sắp diễn ra trên dự án hamtercambridge, à và có có thể là một cái thông tin về Lisa anh em nha, thì à, chúng ta cùng chờ đợi anh em nha và hôm nay à, là mình đã cập nhật số thông tin rất là mới về dự án này, à, thì à, trong thời gian này thì anh em tiếp tục là nâng cái lợi nhuận của mỗi giờ lên đồng thời là anh em cũng sẽ tăng cái số xu của mình lên À, để anh em tối ưu tối ưu hóa ha. và à, làm sao đó anh em sẽ đạt được cấp độ càng cao càng tốt ha. Thì đã đạt được cấp độ càng cao thì anh em cần phải tích xu à, tích xu lên một cái mức một cái ngưỡng nào đó thì anh em mới đủ điều kiện để à, nâng cái level của anh em lên nha. Đó, rồi về cơ bản như vậy ha thì trên đây là mình đã cập nhật số thông tin rất là quan trọng về án Hunter Combat ha. Thì à, nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.